Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 129. Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi. Israel đáng nói, từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi, nhưng không thắng hơn tôi được. Các nông phu cày trên lưng tôi, xẻ đường cày mình dài theo trên đó. Đức Giê-hô-va là công bình, Ngài đã chặt những dây kẻ ác. Nguyện những kẻ ghét Si-ôn bị hổ thẹn và lui lại sau. Nguyện chúng nó như cỏ nơi nóc nhà, đã khô héo trước khi bị nhổ. Người gặt không nắm đầy tay mình, kẻ bó không gom đầy ôm mình. Những kẻ lại qua cũng không nói, nguyện phước Đức Giê-hô-va giáng trên các ngươi. Chúng ta nhân danh Đức Giê-hô-va chúc phước cho các ngươi. Chương 3. Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành. Lời đó là phải lắm. Vậy người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi. Có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã, lại đừng ham tiền bạc. Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ chăng? Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỷ. Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trọng, không được nói hai lời, không được ghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa, nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch, giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chức chấp sự. Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trọng, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc. Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình. Vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bậc cao trọng và lòng rất dạn dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Giêsu Christ. Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thư này, phòng ta có chậm đến thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy. Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển. Chương 4. Và Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối là kẻ có lương tâm đã lì. Họ sẽ cấm cưới gả và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. Và mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được. Vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh. Con giải tỏ các việc đó cho anh em, thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giêsu Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo. Những lời hư ngụy phàm tục giống như chuyện bịa các bà già thì hãy bỏ đi và tập tành sự tin kính. Vì sự tập tành thân thể ít lợi chẳng bao lâm, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời này và về đời sau nữa. Ấy đó là một lời nói chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Và nếu chúng ta khó nhọc và đánh trận, ấy là đã để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là cứu Chúa của mọi người, mà nhất là của tín đồ. Kia là điều con phải rao truyền và dạy dỗ.
chứ để người ta khinh con vì trẻ tuổi. Nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con, phải bền đổ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Chương 11. Khi Athali, mẹ của Achasia, thấy con trai mình đã chết rồi, bèn trỗi dậy giết hết thảy dòng vua. Nhưng Josheba, con gái của vua Joram và là chị Achasia, bắt trộm Joach, con trai của Achasia, khỏi các vương tử mà Athali toan giết, rồi để người trong phòng ngủ với vú nuôi người và giấu người khỏi mắt Athali. Vì vậy người không bị giết. Người ở với Josheba ẩn tại nơi đền thờ của Đức Giê-hô-va trong 6 năm, còn Athali cai trị trên xứ. Năm thứ 7, Giê-hô-gia-đa sai vời các quan cai hàng trăm quân canh và những quân hộ vệ đến cùng người trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người lập ước cùng chúng và bắt chúng thề tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người chỉ con trai của vua cho chúng. Đoạn, người truyền lệnh cho chúng rằng: này là điều các ngươi sẽ làm. 1/3 trong các ngươi đến phiên ngày Sa-bát sẽ giữ cung vua. 1/3 sẽ canh cửa Su-rơ, còn 1/3 sẽ ở nơi cửa sau các quân hộ vệ. Các ngươi sẽ giữ cung điện, cản không cho ai vào hết. Lại, 2/3 trong các ngươi mãn phiên ngày Sa-bát sẽ ở gần vua, canh giữ đền thờ của Đức Giê-hô-va. Các ngươi sẽ vây chung quanh vua, mỗi người cầm binh khí mình nơi tay. Ai muốn vào trong hàng các ngươi thì hãy giết nó đi. Hễ vua đi ra đi vô, các ngươi phải ở với người. Các quan cai làm theo lệnh của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Mỗi người lãnh những kẻ thủ hạ mình, hoặc người đến phiên ngày Sa-bát, hay là người mãn phiên trong ngày Sa-bát mà đi đến thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Thầy tế lễ phát cho các quan cai những giáo và khiên thuộc về vua David ở tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Các quân hộ vệ mỗi người cầm binh khí nơi tay, sắp hàng đứng chung quanh vua, dài theo đền thờ và bàn thờ, từ góc nam cho đến góc bắc của đền thờ. Giê-hô-gia-đa bèn đem vương tử ra, đội mão triều thiên trên đầu người và trao luật pháp cho người. Vậy họ tôn người lên làm vua, sức dầu cho, và hết thảy đều vỗ tay la lên rằng: vua vạn tuế. Khi Athali nghe tiếng quân hộ vệ và tiếng dân sự, bèn đến cùng dân sự tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Bà xem thấy vua đứng trên tòa như lệ thường, có các quan cai và các kẻ thổi kèn đứng gần người, và cả dân sự của xứ đều vui mừng và thổi kèn. Athali bèn xé áo mình và la lên rằng: phản ngụy, phản ngụy. Nhưng thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa truyền lệnh cho những quan cai đạo quân mà rằng: hãy dẫn nàng ra ngoài khỏi giữa hàng quân, và hễ kẻ nào theo nàng, khá giết nó bằng gươm, vì thầy tế lễ đã dạy rằng chớ giết nàng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người ta vẹt bên đường cho bà đi, bà trở vào cung vua bởi nơi vào của ngựa, và tại đó bà bị giết. Giê-hô-gia-đa lập giao ước tại giữa Đức Giê-hô-va, vua và dân sự, hầu cho dân Israel làm dân sự của Đức Giê-hô-va. Người cũng lập một giao ước giữa vua và dân sự. Cả dân sự của xứ đều đi đến miếu Ba Anh mà phá dỡ nó đi, đập bể bàn thờ và hình tượng của Ba Anh và giết Ma-thang, thầy tế lễ Ba Anh, tại trước bàn thờ. Đoạn, thầy tế lễ cất người canh giữ đền thờ của Đức Giê-hô-va. Lại, người đem theo mình những quan cai, cơ binh Carit, quân hộ vệ và cả dân sự của xứ. Chúng thỉnh vua từ đền thờ của Đức Giê-hô-va xuống, đi vào đền vua bởi nơi cửa của quân hộ vệ. Joach bèn ngồi trên ngôi vua. Cả dân sự trong xứ đều vui mừng và thành được bình tĩnh. Vả, người ta đã giết Athali bằng gươm tại trong cung vua. Joach được 7 tuổi,
khi người lên ngôi. Chương 12. Năm thứ bảy đời Giê-hu, Giô-ách lên ngôi làm vua và cai trị 40 năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là Si-bia, quê ở Be-e-sê-ba. Giô-ách làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, trọn lúc Giê-hô-gia-đa thầy tế lễ dạy dỗ người. Song người chẳng cất bỏ các nơi cao đi, dân sự vẫn tế lễ và sông hương trên các nơi cao. Giô-ách nói cùng những thầy tế lễ rằng: phàm bạc do vật biệt riêng ra thánh thường đem vào đền thờ của Đức Giê-hô-va, tức bạc mỗi người được tu bộ đem nộp, bạc chuộc mạng lại tùy giá đã định cho mỗi người, và bạc mỗi người lạc ý đem đến dâng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Những thầy tế lễ phải thâu các bạc ấy nơi những người mình quen biết, rồi chỗ nào trong đền có hư nứt thì phải dùng bạc ấy mà sửa sang lại. Và đến năm thứ 23 đời vua Giô-ách, những thầy tế lễ chưa có sửa sang đền thờ. Vua Giô-ách bèn đòi thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa và những thầy tế lễ khác mà nói rằng: sao các ngươi không sửa sang nơi hư nứt đền thờ? Từ rày về sau, chớ nhận lấy bạc của những người mình quen biết nữa, khá phát bạc ấy ra đặng dùng sửa sang các nơi hư nứt của đền thờ. Những thầy tế lễ ưng không thâu bạc nơi dân sự nữa và không lãnh sửa sang các nơi hư nứt của đền. Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa bèn lấy một cái rương xoay lỗ trên nắp, rồi để gần bàn thờ về phía bên hữu cửa vào đền thờ Đức Giê-hô-va. Những thầy tế lễ canh giữ cửa đền thờ đều đem để trong rương ấy hết thảy bạc mà người ta đem dâng trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Khi thấy có nhiều tiền trong rương, thư ký của vua và thầy tế lễ thượng phẩm bèn đi lên lấy bạc có trong đền thờ của Đức Giê-hô-va ra mà đếm và đem cất. Đoạn hai người giao bạc đã đếm đó vào tay những đốc công lo coi sóc cuộc sửa sang đền thờ của Đức Giê-hô-va. Những người ấy trả tiền cho thợ mộc và thợ xây, cho thợ hồ và thợ đẽo đá, đều làm công việc sửa sang đền thờ của Đức Giê-hô-va. Họ lại dùng bạc ấy mua gỗ và đá dùng sửa sang các nơi hư nứt đền thờ của Đức Giê-hô-va và trả tiền sở phí về cuộc sửa sang ấy. Song người ta không dùng bạc đã đem dâng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va mà làm cho đền thờ của Đức Giê-hô-va. Chén bạc hoặc dao, chậu, kèn hay là khí dụng gì bằng vàng hoặc bằng bạc, vì người ta phát bạc ấy cho những thợ lo làm công việc và dùng sửa sang đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người ta chẳng bắt những người lãnh bạc đặng phát cho các thợ phải tính sổ, bởi vì họ làm cách thành thực. Tiền bạc về của lễ chuộc sự mắc lỗi và tiền bạc về của lễ chuộc tội thì chẳng có đem vào đền thờ Đức Giê-hô-va, bạc ấy để dành cho thầy tế lễ. Trong lúc đó, Hasa-ên vua Syri đến xâm phạm đất Gác và choáng lấy, người cũng tính xâm phạm Giê-ru-sa-lem. Giô-ách vua Giu-đa bèn lấy hết thảy những vật thánh của Giô-sa-phát, Giô-ram và A-cha-sia, các tổ phụ người là vua Giu-đa đã biệt riêng ra thánh, luôn với các vật thánh của mình và hết thảy vàng ở trong kho tàng của đền thờ Đức Giê-hô-va và ở cung vua, mà gửi dâng cho Hasa-ên vua Syri. Vì cớ ấy, Hasa-ên đi khỏi Giê-ru-sa-lem. Các chuyện khác của Giô-ách, mọi công việc người làm đều đã chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Các tôi tớ Giô-ách giấy loạn nghịch cùng người, giết người tại Mi-lô trên con đường đi xuống Si-la. Giô-sa-ca con trai Shimeat và Giô-sa-bát con trai Sô-mê, hai tôi tớ người, đều đánh giết người. Người ta chôn người cùng các tổ phụ người tại trong thành David, rồi Amasia con trai người kế vị người. Chương 13. Năm thứ 23 đời Giô-ách con trai A-cha-sia vua Giu-đa thì Giô-a-cha con trai Giê-hu lên ngôi làm vua Israel tại Samari. Người cai trị 17 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, bắt chước làm theo các tội lỗi của Jeroboam con trai Nê-bát, tức tội đã gây cho Israel phạm tội, người chẳng bỏ tội ấy. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân Israel, Ngài phó chúng vào tay Hasa-ên vua Syri và Ben-hadad con trai Hasa-ên trọn trong lúc đó. Giô-a-cha cầu xin Đức Giê-hô-va và Đức Giê-hô-va nhậm lời người,
bởi vì Ngài thấy vua Syria hà hiếp dân Israel là cách nào. Đức Giê-hô-va ban cho Israel một người giải cứu. Dân Israel được thoát khỏi dưới tay dân Syria và được ở lại trong trại mình như trước. Dầu vậy, chúng không từ bỏ tội của nhà Jeroboam là tội người đã gây cho Israel phạm tội. Chúng cứ phạm tội đó đến đổi hình tượng ác tặc tê còn đứng tại Samari. Trong cả cơ binh của Joacha, Đức Chúa Trời chỉ chừa lại cho người 50 lính kỵ, 10 cỗ xe và 10.000 lính bộ. Vì vua Syria có diệt quân Israel và nghiền nát chúng như bụi trong sân đạp lúa. Các chuyện khác của Joacha, những công việc người làm và sự mạnh dạn người, thảy đều chép trong sử ký về các vua Israel. Joacha an giấc cùng các tổ phụ mình và người ta chôn người tại Samari. Joach, con trai người, kế vị người. Năm thứ 37 đời Joach vua Juda, thì Joach con trai Joacha lên ngôi làm vua Israel tại Samari và người cai trị 16 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, không từ bỏ tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat đã gây cho Israel phạm tội mà cứ làm theo. Các chuyện khác của Joach, mọi công việc người làm, thế nào người đánh giặc cùng Amasia vua Juda và sự mạnh dạn người làm sao, thảy đều chép trong sử ký về các vua Israel. Joach an giấc cùng các tổ phụ người, rồi Jeroboam kế vị người. Joach được chôn tại Samari chung với các vua Israel. Elishe đau bệnh, tại bệnh ấy người phải chết. Joach vua Israel đến thăm người, khóc trước mặt người mà nói rằng: hỡi cha tôi, xe và lính kỵ của Israel. Elishe bèn nói với người rằng: hãy lấy cung và tên. Joach lấy cung và tên. Elishe lại nói với vua Israel rằng: hãy lấy tay ngươi dương cung. Vua bèn dương cung. Rồi Elishe đặt tay mình trên tay vua mà nói rằng: hãy mở cửa sổ về phía đông. Joach bèn mở cửa ra. Elishe lại nói: hãy bắn. Người bèn bắn. Bây giờ Elishe tiếp rằng: ấy là cái tên thắng hơn của Đức Giê-hô-va, tức là cái tên thắng hơn dân Syri, vì ngươi sẽ hãm đánh dân Syri tại A-phét đến đổi tuyệt diệt chúng nó. Elishe tiếp rằng: hãy lấy tên. Joach bèn lấy tên. Elishe lại nói rằng: hãy đập xuống đất. Joach đập 3 lần rồi ngừng. Người của Đức Chúa Trời nổi giận nói với vua rằng: nếu vua đã đập 5-6 lần thì mới đánh dân Syri cho đến tận diệt, nhưng rài vua sẽ đánh dân Syri 3 lần mà thôi. Elishe qua đời và người ta chôn người. Đầu năm sau, có đoàn quân Moab toan vào xứ. Vả, xảy ra có kẻ chôn một người, thấy đoàn quân ấy đến liền liệng thay vào mộ Elishe. Kẻ chết vừa đụng hài cốt Elishe thì sống lại và đứng dậy. Trọn đời Joacha, Hasael vua Syria có hà hiếp dân Israel, nhưng Đức Giê-hô-va làm ơn cho chúng, lấy lòng thương xót và đoái xem họ vì cớ lời giao ước của Ngài đã lập với Abraham, Isaac và Jacob. Ngài không muốn diệt chúng, không từ bỏ chúng khỏi trước mặt Ngài cho đến ngày nay. Hasael vua Syria băng hà. Ben-Hadad con trai người kế vị người. Joach con trai Joacha lấy lại khỏi tay Ben-Hadad con trai Hasael các thành mà Ben-Hadad đã đánh lấy được của Joacha cha người. Joach đánh Ben-Hadad 3 lần và khôi phục các thành của Israel. Chương 14. Năm thứ 2 đời Joach con trai Joacha vua Israel, thì Amasia con trai Joach vua Juda lên ngôi. Người được 25 tuổi khi tức vị vua và cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jehoadan, quê ở Jerusalem. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, song chẳng như David tổ tiên người. Người làm theo mọi điều của Joach cha mình đã làm. Dầu vậy, người không dỡ các nơi cao đi, dân sự cứ tế lễ và xông hương trên các nơi cao ấy. Vừa khi nước người được vững chắc, người bèn xử tử những tôi tớ đã giết vua cha mình.
Nhưng người không xử tử con cái của kẻ sát nhân ấy, y theo lời đã chép trong sách luật pháp của Môi-se. Trong đó Đức Giê-hô-va có phán rằng: người ta sẽ không giết cha thế cho con, cũng sẽ chẳng giết con thế cho cha. Mỗi người sẽ chết vì tội lỗi riêng mình. Amasia giết một muôn quân Edom tại trong trũng muối, hãm lấy thành Sê-la và đặt tên là Dốc-then, hãy còn đến ngày nay. Đoạn Amasia sai sứ giả đến cùng Joash, con trai Joacha, cháu Jehu, vua Israel mà nói rằng: hãy đến để chúng ta tranh chiến nhau. Joash, vua Israel, sai sứ trả lời lại với Amasia, vua Juda mà rằng: cây gai tại Liban sai nói với cây hương nam cũng ở Liban mà rằng: hãy gả con gái ngươi làm vợ con trai ta. Nhưng có thú rừng của Liban đi ngang qua, giày đạp cây gai này dưới chân. Ngươi đã đánh dân Edom và lòng ngươi đầy kiêu ngạo, khá hưởng vinh hiển và ở lại trong nhà ngươi. Cớ sao ngươi muốn gây cho mình mắc tai vạ, khiến cho ngươi và Juda bị hư hại? Amasia không muốn nghe Joash. Vậy Joash vua Israel bèn đi lên, rồi người và Amasia vua Juda giao chiến nhau tại Bet-Shemesh trong xứ Juda. Quân Juda bị quân Israel đánh bại. Quân Juda bèn chạy trốn, mỗi người về trại mình. Tại Bet-Shemesh, Joash vua Israel bắt Amasia vua Juda, con trai Joash, cháu Achasia, đoạn đi đến Jerusalem, phá vách thành từ cửa Ephraim cho đến cửa gốc, một khúc dài 400 thước. Người đoạt lấy những vàng bạc và mọi khí dụng ở trong đền thờ của Đức Giê-hô-va và những bửu vật của đền vua. Người cũng lấy kẻ cầm làm tin rồi trở về Samari. Các chuyện khác của Joash, những công việc người làm, sự mạnh dạn người, cuộc chiến trận của người với Amasia vua Juda đều đã chép trong sử ký về các vua Israel. Joash an giấc cùng các tổ phụ người và được chôn tại Samari chung cùng các vua Israel, rồi Jeroboam con trai người kế vị người. Amasia con trai Joash vua Juda còn sống 15 năm sau khi Joash con trai Joacha vua Israel đã băng hà. Các chuyện khác của Amasia đều chép trong sử ký về các vua Juda. Tại Jerusalem có kẻ phản nghịch với người, người bèn trốn đến Laki, nhưng người ta sai rượt theo người đến Laki và giết người tại đó. Đoạn có người chở thay người trên ngựa đến Jerusalem và chôn người chung cùng các tổ phụ người tại thành David. Cả dân Juda bèn lập Asaria làm vua thế cho Amasia cha người, tuổi người đã 16. Sau khi vua cha an giấc cùng các tổ phụ mình, người lại xây Elát và khôi phục thành ấy về dưới quyền Juda. Năm thứ 15 đời Amasia con trai Joash vua Juda, thì Jeroboam con trai Joash lên ngôi làm vua Israel tại Samari. Người cai trị 44 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng từ bỏ tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat đã gây cho Israel phạm tội. Người khôi phục bờ cõi Israel từ nơi giáp Hamat cho đến biển đồng bằng, theo như lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã phán bởi miệng tiên tri Giô-na, tôi tớ ngài là con trai Amitai ở tại Gát-hê-phe. Vả, Đức Giê-hô-va đã thấy Israel bị gian nan rất cay đắng, vì trong Israel chẳng còn ai tự do hoặc nô lệ nữa, cũng chẳng có ai tiếp cứu Israel. Đức Giê-hô-va không có phán rằng ngài sẽ xóa danh Israel khỏi dưới trời, bèn cậy Jeroboam con trai Joash mà giải cứu họ. Các chuyện khác của Jeroboam, những công việc người, sự mạnh dạn người, thế nào người chiến trận và khôi phục lại cho Israel Đa-mách và Ha-mát trước đã phục Juda, mọi việc ấy đều đã chép trong sử ký về các vua Israel. Jeroboam an giấc cùng các tổ phụ người là các vua Israel, rồi Sa-cha-ri con trai người kế vị người. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài.
Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.